Vâng, một nữa shop Trường Hải PCP xin gửi lời chào anh chị em đam mê PCP trên toàn quốc. Thì thực ra hôm nay cũng là một cái buổi chiều rất chưa đẹp trời và em cũng là đi ra ngoài test thực tế cái cây củi để cho trả hai bác, và bác ở Móng Cái mà một bác ở trên Lạng Sơn. Thì nhân đây em cũng mượn luôn hai cái cây này để em làm một cái video ngắn thôi. Đấy, để giới thiệu tổng quát về hai cây củi này để cho anh chị em đam mê PCP. Đấy, để được tham khảo cái hai cây củi ngày hôm nay. Đấy, thì thôi em cũng không hôm nay đi là em cũng vội quá không mang cái biển tên đi của shop đi, thì em về xong rồi tối em sẽ lắp cái video up video lên và em sẽ gắn cái biển tên của shop và số điện thoại của anh em giao dịch. Thì anh em ưng cây nào thì anh em cứ điện hoặc nhắn tin comment, để comment ở dưới thì để cho em sẽ liên lạc lại với bác các bác nhé. Thì em đầu tiên là em được đi vào chi tiết cái cây Condo ta non hạng ngắm các bác nhé. Đây thì cây Condo ta non hạng ngắm thì nó có những gì? Nó có khung là khung a non các bác nhé. Em giới thiệu luôn này, khung a non này, tay cầm báng gỗ hai mảnh các bác nhé. Đấy, tay cầm báng gỗ hai mảnh các bác nhìn này, đấy nhìn rất chi là đẹp nhé. Đấy, báng gỗ hai mảnh, lòng cành con này thì em đang lắp cành nô tha tem vàng hàng loại 1 công ty các bác nhé. Đấy, nó ôm chọn cái cành là em lắp cái giảm thanh bút neo các bác nhé. Đấy, giảm thanh bút neo, đấy ôm chọn ôm cành. Đấy, đi sau nữa combo của cái bình van đấy, thì em lắp cái van Supervel hạ ngắm các bác nhé. Đấy, cái van Supervel hạ ngắm này. Đấy, cái van này thì anh em chơi thì cực kỳ ok luôn. Đấy, hạ ngắm thì nó liền luôn cả nó như này các bác nhé, để cho các bác tiện theo dõi. Bình thì bình nhôm tĩnh bằng, đấy, kính thì kính VTR các bác nhé. Đấy, thì cái cây củi này thì đây là do bác ấy yêu cầu là em lắp cái cấu hình như này, thì em lắp theo đúng cái cấu hình như các bác yêu cầu. Cũng như các bác mà có nhu cầu lắp những cấu hình như nào thì bọn em đáp ứng hết tất cả những cái cấu hình như các bác yêu cầu, từ thấp cho đến cao. Đấy, thì thôi thì em cũng không miên man nhiều gì nữa, em sẽ giới thiệu, em sẽ báo giá luôn cái cây củi này là bên em đang bán với giá là 5 triệu đồng các bác nhé. Đấy, như cây củi luôn này, 5 triệu đồng mà cây này em vừa test xong rồi là bao cho các bác, nếu như những cây này là bao các bác 60 mét, các bác nhận 1 6-70 mét, như vừa rồi em test cũng đi video là 60 mét là trồng đạn các bác nhé. Và em cũng đã có video để gửi trả bác ấy rồi. Đấy, và xem được hoặc không xem được thì em cũng có video em gửi để trả bác ấy. Cái cây này em test cự ni video là 60 mét rồi các bác nhé. Vâng, thì thôi em cũng không được chuyển sang cây thứ hai là cây Quinoa Tactical, một cấu hình chung ở bên shop chúng em. Thì cây này tại sao em lại nói là cấu hình chung, thì thực ra là cũng là cái theo cái nhu cầu của bác ấy chơi thôi. Đấy, bác bảo lắp cho bác cái cây quy hoa nỗ cấu hình chung. Thực ra cái quy hoa nỗ thì nó tất cả cái quy đều giống nhau cả, mặc cấu hình chung hay là cấu hình cao cũng đều là một cái quy hoa nỗ nhà em đây các bác nhá. Đấy, thì quy hoa nỗ gồm những cái gì? Đấy, combo quy là gồm tay cầm này, đấy, tay cầm bằng nhựa này, báng gấp rút hình chữ A này các bác nhá. Đấy, các bác xem video em thì em cũng đã giới thiệu cụ thể rồi. Báng gấp rút hình chữ A này, quy. Đấy, quy này thì lại nói lại nhắc lại với các bác lần nữa là không sử dụng bất cứ mực sim, dòng sim gì các bác nhé. Tất cả là liền khối hết, buồng áp, thoi đẩy, tất cả là liền khối toàn bộ. Cái quy này thì có tay thì tay trang thì là tay inox rất xịn sò, thoi đẩy là thoi kim, thoi inox thoi kim các bác nhé. Có chốt khóa an toàn màu đỏ, đấy, có chốt khóa an toàn màu đỏ đây. Đấy, các bác, ví dụ các bác đi và em cũng giới thiệu ở những video trước là các bác gạt nó xuống. Đây là em đang để cái chế độ bình thường để các bác đi bên. Nhưng các bác khóa này bác kéo xuống rất chi là dễ và đơn giản thôi các bác nhé. Đấy, thì combo quy thì nó có như vậy. Đấy, kể cả dù có hình cao hay có hình thấp thì cũng là đều là một combo quy này hết các bác nhé. Và tiếp tục nữa là em giới thiệu luôn là cái bình và van. Thì bình là bác yêu cầu là bình nhôm đít tròn các bác nhé. Đây là bình nhôm đít tròn nha các bác nhé, chứ không phải là bình carbon nhé. Bình carbon thì nó là cấu hình cao rồi ạ. Đấy, đây là bình nhôm đít tròn này. Đấy, van cởi két bản dày mở hàng công ty Huben
nhá. Đấy ạ. Đấy, đi tiếp với nó, em nó là bác ấy nắp cái cành TK Hồng Kông. Đây là cành TK Hồng Kông. 10 khương tuyến vuông là loại 1 của công ty. Đấy. Ôm trọn cái cành là giảm thanh FX alo ôm cành. Đấy, bác nhìn này, em quay cả tổng thể cái giảm thanh FX alo ôm cành các bác nhá. Đấy. Và trên đấy nữa là cái kính thì em đang lắp cái kính BSA TMT. Đấy, tâm số tâm khắc kính các bác nhé. Cái kính này thì chơi thì rất sướng. Đây là em cái em xin lỗi là cái này là em gắn vào để em gắn cái lăng kính để em quay video để cho nó đỡ xước mất cái kính của bác, là em quên chưa bóc ra nhưng không sao các bác nhé. Đấy thì cái kính này thì cũng là anh em cũng đã chơi, anh em cũng đã biết thì cái kính này để chơi thì sướng cực kỳ rồi. Đấy, đây là tổng quát của một cái cây củi ngày hôm nay. Cây này thì bên shop chúng em thì đang bán với cái giá là 10 triệu 500 các bác nhé. Đây, cấu hình như này 10 triệu 500. Em báo với các bác luôn là 10 triệu 500, như đây là cành TK Hồng Kông 10 khương tiếng vuông. Các bác nhé. Đấy, thì nó có giá 10 triệu 500 này. Đấy, thì đây là tổng quát cái củi. Em cũng đã giới thiệu chi tiết và cũng đã báo giá các bác rồi. Thì một lần nữa cho em xin được phép được chào, gửi lời chào đến anh chị em, một lời chào lời chúc với anh chị em đam mê PCP trên mọi miền Tổ quốc. Anh chị em nào mà xem được video của em mà thấy hay, thấy có nhiều cái gì nó mỗi một ngày để em lên một vài video để cho anh chị em tham khảo cái những cái cây củi mà bên shop cho em lắp ráp ra. Đấy thì anh chị em mà xem được thì cho em xin nút like, nút chia sẻ, nút đăng ký kênh để cho kênh em có càng ngày có động lực để em làm nhiều cái video hay hơn nữa. Đấy, thì mỗi hôm thì em cũng cũng vẫn làm video, thì hôm nay em làm một chút nó có gì nó khác khác một chút đấy, để cái cây củi nó đứng lên cái nhìn cho nó khác khác cho các bác ngắm cho nó kỹ hơn đấy, các bác nhé. Thì thôi thì cho em xin phép được khép lại video tại đây, và em sẽ up lên thì em sẽ up cái số điện thoại, cái tên của shop và cái số điện thoại lên để các bác tiện theo dõi các bác nhé. Vâng, thêm một lần nữa em được chào và hẹn gặp lại các bác video sau.